Cảm ơn cô bác chị bạn đã quay trở lại chương trình ăn uống của Sơn. Đây là tập 2. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác và chị bạn sức khỏe và bình an. Thì giấc này 7 giờ sáng hai bạn bán cái số. Anh tên gì em? Hoàng. Hoàng, anh tên gì? Ai một ngày Hoàng bán được bao nhiêu tờ số vậy Hoàng? Dạ bữa nay nhận 150 tờ. 150 tờ bán tới mấy giờ không hết em? Chưa biết anh. Chưa biết hả? Dạ. Hôm nay sáng ăn sáng ha. Dạ. Thôi ăn sáng là em với Đại Duy mà người em ăn thắng Duy thì em được 100 ngàn ha. Dạ. Rồi hai anh em ăn cái gì? Hủ tiếu. Hủ tiếu. Vậy ăn hủ tiếu hay gì? Dạ hủ tiếu. Cho hai hủ tiếu với Ngọc Huy. Hủ tiếu. Cái này lên. Nói bạn Duy với bạn hai bạn này nè. Bây giờ ăn là ăn phải hết nước nha. Dạ. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. Điếm về anh em đường trộn hủ tiếu. Trộn xong anh Huy điếm nha anh Huy. Gì trộn chưa? Rồi điếm nha. 1, 2, 3 vô. Sơn đại diện mấy anh em mà tổng mời cô bác chị bạn dùng sáng ra mấy anh em xin mời số của mình. Cố lên. Con ngồi con ăn nó đi. Dạ thôi con không ăn. Mới ăn ở nhà rồi. Đâu ăn, đâu ăn đâu, bữa nay là ai vô ăn một tô ăn thắng vậy đó là được 100 ngàn. Người nào gọi trước được 100 ngàn. Một tô bao mà. Thì thường ngày cũng như ngày ăn tô thứ vậy đó. Đây là hai bạn sáng ngày đi bán số. Sáng này ăn sáng luôn. Đúng rồi, ăn sáng là đã tốn tiền. Lọc 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 cái nón ra bồ bạn. Lọc nón em, ăn cho nó khỏe. Để nón ăn nó được nổi quá. Ở ngày sáng ngày để anh em ăn sáng để mà mai chiều nói bên em làm thợ hồ nữa, coi như là mình mở chương trình này là chủ yếu là giúp cho anh em mình dụ giấy số nè, thợ hồ nè, đi ăn sáng. Đây, còn nói chuyện nha. Thằng Duy nó đang ăn tô tứ thiền đấy, tắt máy đi. Rồi. Ngọc ơi, Ngọc, kiếm đèn này cho anh chứ Ngọc. Đúng rồi, quả sáng luôn. Cố lên, hai bạn ơi. Này cũng như ăn bình thường, ăn sáng bình thường thôi. Đâu có ăn 100 lẻ đâu. Hai bạn này ăn cũng chậm mà đâu có lẹ đâu. Gọi vô ăn thôi. Không. Tăng lên bán số mình kêu vô ăn ăn không nổi chứ thường ngày ăn vậy vô thì cũng ngồi ăn bình thường ăn không nếu mà thua thì mình cũng no mình đổi ba công
tốn 20 ngàn, tôi này bán được 20 bảy cái cấu, lậu cũng cực lắm đúng không? Đúng không? Ừ. Nhanh lên nha, không kịp à, Hoàng Hiếu ơi. Tôi sẽ ăn chậm hơn Hoàng rồi. Dì ăn chậm hơn Hoàng nhiều. Vô đây là... Dì nói sáng ngày ăn được, ăn sáng là được rồi. Còn Hoàng hôm nay bán cái số một ngày thành hai ngày. À, xong rồi trao giải liền luôn nè. Rồi à, chấp tội số cho Hoàng. Rồi cảm ơn Hưng. Hai chị này, hai chị cũng đi bán cái số. À, chị chào chị tên gì chị? Ngày chị bán được bao nhiêu tờ số chị? 80 tờ đó, là bán mấy giờ mới xong được 80 tờ đó chị? À, 80 tờ rồi, 80 tờ đó chị ăn sáng rồi về còn giữ được chưa tiền? Có khi về không? Mười nhà, có khi không về. Dạ. Dạ hôm nay chị cố gắng chị ăn một tô bún đi, ví dụ một tô bún là chị được 100 ngàn. Cố gắng thì chị đi bán cái số rồi bữa nay chị lại được 100 ngàn. Nhưng mình được no bụng. À, chào chị tên gì chị? Nha. À, chị cũng bán số chị. À, chị một ngày chị bán được giá chị? 103 mà chị bán mấy giờ mới xong? À, bán tới 2 buổi, buổi chiều 4 giờ, buổi sáng tới 9 giờ buổi đó. 130 vé, rồi chị ăn sáng ăn rồi. Còn là sáng ăn cái gì chị? Có khi ăn xôi, có khi ăn này, ăn kia, có khi ăn nữa. À dạ, hôm nay ăn sáng nha. Ăn sáng mà chị ăn thắng chị Linh thì chị có tiền ha. À, hai chị em ăn bún ha. Bún nước lèo hả, bún riêu? Rẻ, bún nước lèo. Cho hai cái bún nước lèo em ơi. Nước lèo của hai chị rồi ra. Bây giờ điểm đây. Hai chị em điểm 1, 2, 3 rồi hai người mới ăn. Hai chị em đưa ra nha. Rồi giờ điểm hết trước hết nước hết trái được 100 ngàn. 1, 2, 3 rồi ăn. Ăn lẹ đó chị đó luôn. Rồi ăn chậm hả? Thôi vậy đừng có. Thì ai muốn lấy 100 ngàn thì ăn nhanh. Anh Huy. Rồi cho có hy sinh hay gì vậy? Bóc cho cô 100 ngàn cho em. Hỏi lên một hồi cô nhảy vô cô ăn. Không ăn. Đây rồi. Đây. Không có răng hả? Không có răng thì mình húp cháo. Đúng không? Cô ơi, kêu cô ăn cái đéo đó, cô không có răng thì mình húp cháo. Con cho tuôn tô cháo lành vậy đó. Đừng nói cháo ăn không được nữa là thua. Đúng rồi. Chó cháu ăn không được là thua luôn. Nếu cháu ăn được bỏ thịt. Đúng rồi. Mình cho tôi cháu rồng không vậy đó. Hơi một à. Mình ăn cháu với huyết thôi. Cháu không à. Đúng rồi. Rồi, ai ăn không được hết. Ừ. Ăn cháu ai ăn được hết. Thì do lo cho ăn không có tốn tiền. Ông tính của mình là cũng nhiều. À, cái chương trình này chắc mình mở rộng thêm quay đặc biệt quay gì nè chứ tại vì nhiều người quá, nhiều người cũng tham gia đó. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Mình để cổ vũ hai người luôn, cố lên, cố lên. Cái ghế còn ghế này là cái không đó. Dạ. Yeah.
không dám ăn. Rồi. Mập. Hai cặp đầu là 4 người bao nhiêu số? Rồi chắc có vẻ là bên đội trẻ hơi trội hơn chị ngày xưa ông cống dưới sông, ngày nay ông cống trên đầu của chị. Hút nước hết mới được tính tiền đó nha. Một tô này thì giống như đi ăn sáng bình thường thôi. Đấy. Mà mình không trả tiền nữa. Không trả tiền mà được tiền luôn. Mà được tiền luôn. Ai ăn rồi trước là được 100 ngàn, còn ai ăn rồi sau thì đứng dậy đi về khỏi tốn tiền. Mà chia người 50 ký. Chia đâu được. Như vậy là đâu có thư. Đúng rồi. Đúng rồi, em gái nói vậy là đúng. Rồi ok em. Người ta chờ, đúng rồi, ai ép mình đâu. Mình đó là ngồi ăn như là từ ngày mình kiếm tố đứng ăn cho thôi. Trời ăn 100 thua thôi. Thua thôi đứng dậy đi. Không có tốn tiền trả tiền luôn. Cái này là con là chú giống như là giúp cho cái số. Rồi, bùa cho người chiến thắng này là được tiền. Ờ. Được rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Rồi tới tiếp tục là đông quá. Rồi để xin nữa. Cặp khác luôn. Cho tôi con dẹp cái này qua tới cặp khác. Nói chung là nhiều quá. Mình sẽ quay cô với chị ăn món nào kêu. Như là trong tuần luôn. Bánh canh cô. Rồi, hai con bánh canh. Rồi bánh canh bánh canh. Từ từ khoan khoan cô, từ từ khoan khoan cô. Cho con cho con hỏi cái. Dạ. Cô tên gì cô? Trần Tư. Hả? Trần Tư. Trần Tư. Trần Tư. À, chị là chị Ngọc, chị có đi hết bữa rồi. Chị rồi, anh ơi chị bạn ơi. Chị có xịt này vô không? Tam quan, rồi đứng nè. Để con đếm nè nha. 1 2 3 rồi ăn cô ơi. Ăn chị ơi. Đơn đứng ở sau kính mình rất là nhiều, đơn chuẩn bị tham gia. Cố lên anh chị với cô ơi. Từ anh chị ơi, từ anh chị ơi, nóng lắm chị ơi. Đang ăn chứ là gì muốn ôm, tao giữ gì anh? Hả, đâu ôm, trời ơi, ba ở hội cái kinh hả? Khổ vũ phải không? Hả? Hai kia bán gạo chợ. Khổ vũ, khổ vũ. Khổ vũ ơi, khổ vũ, cô với chị có... Thấy chị, cho chị cũng còn nhỏ tuổi, lớn hơn mình cho. Nóng lắm cơ, tầm 3-4 tuổi gì. Bán rau rồi á, rồi hỏi rồi tới sập cô của mình hỏi rồi hỏi vậy. Từ từ anh chị Ngọc qua từ từ anh coi nóng anh nóng á. Cái này mình làm chương trình này là cũng như là giúp cho cô bác anh chị làm hồ bán số thu nhập thấp thì được có cái ăn sáng tung tung nó lên thường thường là mang tính chất vui thôi tung lên phải mà tung lên đúng rồi vậy cho nó nguội cũng có 100 ngàn về mua cơm thịt gì ví dụ mình ví dụ như canh thịt cũng là một bữa cơm cho gia đình. Cung nước lên cho đó để mà cho nó có cái vẻ là hình như là cái cô lớn tuổi ăn phải chậm hơn chị Ngọc mà okay,
Rồi đứng lên liền. Ừ, lẹ lên. Con ngồi cái ghế đó là thắt luôn nữa rồi đó. Húp gù gù vô. Húp gù gù vô. Húp gù gù vô. Đường quay nó nóng rồi bỏng lưỡi. Nó chơi cái mũi rồi. Rồi găng găng không có lòng cho đều cho nên ăn hơi hơi chậm hơn chị. Giờ từ từ ăn cô ơi. Cô ơi thua rồi, cô ơi từ từ đi. Từ từ đây cô ơi. Chị Ngọc xong rồi, anh Huy. Đây. Có liền. Chứ ngồi ngồi đi thôi. Nó phỏng vấn rồi coi lúc này làm gì mà đẹp gái như vậy. Hôm nay có kinh nghiệm ăn hơi lẹ không mà bữa chị Ngọc. Hơi lẹ hơn. Chứ thấy cô bên đây thì ăn cũng rất là lẹ. Ê Ngọc ơi, đúng không? Ngọc Ngọc cho mượn 50 ngàn là Ngọc. Cô ăn lẹ thôi, chú Hai ơi. Ừ, Ngọc phải không? Ở đây đó chị. À, cô bán rau hay là bán cái gì ở chợ này cô? Rau cô. À, một ngày cô bán được nhiêu tiền? Dạ, chụp cái 50 ngàn đâu. 50 ngàn hả? Rồi ăn sáng rồi còn lại được nhiêu tiền? 30 ngàn. Anh Quy... Dạ là cho cô. À, con không tặng cho cô 50 ngàn. Dạ, rồi. Coi như là thấy quả cố gắng quá, quả là cô thấy cô còn cố gắng quá, cô quá sức là phấn đấu luôn nhưng mà không kịp. Tại thí sinh này á có đấu một trận rồi biết kinh nghiệm rồi. Rồi. Ừ. Thì hai cô hãy tiếp tục là cô là bắt số tiếp tục còn câu này. Ê, cô này chào cô. À, cô làm cái gì cô? Cô bán vé số con. Bán vé số hả? Bán ngày cô bán bao nhiêu vé cô? Cô bán ngày 100. 100 vậy. Rồi cô bán tới mấy giờ mới xong 100 đó? Bán sáng 6 giờ tới 12 giờ. Dạ, dạ. À, thường ngày cô ăn sáng ăn cái gì? Rồi ăn sáng cô ăn lung tung, ăn xôi, ăn cua, ăn cua luôn. Xôi, ăn gì đâu, đủ. Xôi cái gì cô? Dạ, à, cô làm cái gì cô? Người gì cô? Cô bán buôn gì đây không? Hai vậy hả? À, đi hai là thấy vui quá nhảy ăn. Hai cô ăn thí nhau cho vui ha. Hai cô ăn quyết định ăn cái gì? Hai cô muốn làm luôn. À, hai cô thì cũng tuổi cũng hai tuổi sinh đó kìa, cho ăn rồi. Rồi. Còn hai cô ơi, bây giờ ăn. Hai cô nhớ ăn được ăn ăn được thì ngưng nha hai cô. Không sao đâu con. Dạ, Nguyễn no rồi ha. Cô chọn đây cô. Rồi, rồi, rồi. Vậy là hai cô người cô nào ăn hết trước thì cô được tiền nha. Rồi. Rồi chuẩn bị đi. Cố lên. 1 2 3. Ăn. Cô rất là uy tín luôn. Cô ở đây cổ chủ nên ăn lẹ đúng. Đây còn nhiều dạ không dạ không. Còn nhiều anh chị ở sau là chuẩn bị thi. Thì, Sơn số lần hai cô ơi. Sau hai cô ăn thì tiếp tục phần 3. Đây mình đã quay dài quá thì cũng không được. Thành là cứ quay em dắt lại mình ngưng luôn thì không được tại vì con người chờ để tôi quay luôn tiếp phần 3. Dạ, hai ngày. Ngày thứ ba là con sẽ chọn cái người thắng cuộc ăn lại với chị mới được. Tại vì chị chỉ ăn lẻ hơn người ta nhiều quá. Điểm người nào mà thắng cuộc ăn với chị thì cho cân bằng. Chứ mà mình không cho thi thì cũng kẹt. Bây giờ mình được cái người đã thi trong cái clip của mình là thắng thì ăn lại với chị. Anh Huy chắc cái ngồi đây cũng được anh Huy, ngồi thông anh Huy. Nhắc cái ngồi thông anh Huy. Cái ngồi ở cho lưng cụ vũ rồi con. Để cho hai cô ăn thoải mái đi, anh ngồi nhắc cái ngồi thông cũng được. Ừ. Cái cô bán vé số hình như là cô ăn lẹ hơn. Rồi tới em vô ăn với anh ha. Em ăn sao lại anh? Anh cấp em nửa tiếng. Trời à. Chơi à, chơi à. Nửa trăm lượt, chấp nửa tiếng chơi rồi. Mở trong bên trong anh Huy. Ừ.
rủ ăn ăn không lại anh chấp em nửa tiếng chơi liền. Chấp ơi ơi chờ ơi chờ 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 con xíu chờ con này cái chờ 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 chút xíu chờ hai con này con đó rồi hai con anh cái khi nào con ngon không nha con không có đâu con ăn con gửi ăn trong gửi à dạ rồi con thoải mái cô dạ ăn cái này no bán đi số tới trưa luôn được hả con không để qua đây mới được coi. Cô mình đó lớn tuổi hơn cô mình đây mà thấy tại vì đi bán số á cái sức khỏe mình có cái giống như đi tập thể dục bán số của lao động để ăn cô ra có vô đó mà ra ra không thiếu hạt bôi. Hay quá. Hai mẹ con có vô đấu không? Hay quá. Quá, cô này. Hay quá hay. Cô này cho đấu với chị kia được nè. Rồi, đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Người thắng này đấu với người thắng. Cái con này đấu với cái chị mới gọt thắng á là rồi 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 Phi rồi con gửi tặng cô đứng trong nhà biết chợ rồi chơi chơi dạ à, cứ mỗi ngày mỗi ngày buổi sáng như 7 giờ cứ 7 giờ sáng cô đây con ăn sáng khỏi bắt tiền thấy cô hơn cô thắng thì cô được trăm ngàn chợ rồi chiến thắng rồi rồi tiếp tục tiếp tục hai thí sinh mới rồi sinh à. Chào em tên gì em thì em có mua bán gì chào em bán gì em bán dệt hả à, chào cô tên gì cô dạ cô có buôn bán gì cho em cô vừa cãi hả cô dạ cô với chị hai cô chào rồi. Thì chú vui ha cái chị bán dệt á còn đây bán vừa cãi là dệt hầm vừa cãi ok dạ giờ cô với chị ăn cái gì bánh canh rồi hai tô bánh canh rồi cho hai đũa kìa trộn lên cho nó mà cho nó nguội trộn cho nguội đi chị làm ơi cho hỏi một ngày cứ bán giờ trên lại được chi tiền chị trăm ngàn hả vậy cô đó hôm nay bán lời 200 nha đó là không đứng mà nghe một từ cô ngồi bớt ngồi cho nguội đây. À, chào cô. À, có giờ. Cô có cả ngày là chi tiền cô? 50 ngàn cô. Cô đã cố gắng làm sao mà ngày nay cô bán thành 3 ngàn hay cô? Đây. Rồi con đếm nè, 1 2 3. Rồi, ăn. Rồi, cố lên, cá vô, cá vô. Dịch hầm vô cải. Để ăn. Để chọc, để chọc. Em, ngồi nhảy vô ăn em. Kêu cho em lên em kêu chị em xuống ăn với. Ăn sáng không chị ăn đi số chị có ăn không không ăn mua ăn giống như hai chị ra mình thường như đó đâu phải thi như chung nhóm em đâu mà sợ đâu ăn nhanh đâu đó ăn từ từ vậy đó đâu ai ép mình ăn nhanh đâu không phụ nữ thì phụ nữ với đàn ông chứ không có phụ nữ thi đàn ông được tại vì cái thi cái khác thì có đàn ông với đàn bà được còn thi cái này là đàn bà với đàn bà thì chị vô kể có vẻ nhanh nha nhanh hơn chị bán dịch nha rồi rồi ăn đi à nghe lời anh Quy.
nghe lời anh Quyên mất tiêu 100.000. Tao kêu cố lên ăn. Cố lên, ăn đi bán dịch vô cải thôi. Tao kêu cô cố lên ăn, cái kêu cố gì mà mất 100.000. Ăn đằng nhau đi kia đứa 50 được 100.000 hả? Đúng rồi. Hai người hết lượt đi. Hết sao rồi, không mất tiền. Tụi nghiệp dưa cải còn nói dịch tình nó tính là để nó nhường lại cho bên đây. Thôi mà dưa cải mà không có dịch cũng không ngon nữa. Không ngon. Thôi vậy hai người ăn đồng luôn đi, mỗi người lấy 50. Đúng rồi đó, vậy đúng rồi đó, 50. Đang về uống cà phê. Dạ. Ơ gì giờ ăn không nổi đâu con ơi. Thua người ta rồi. Tôi găng cỏ gì cơ nào. Rồi ta múc hút thôi chứ còn. Uống gì quên. Mà biết đâu có môn tay nhà hút cho. Ủa uống gì kêu. Chanh đường. Chanh đường. Gà đường mà bỏ miếng chanh bắt. Như là mình giống như kinh trong kinh phụ á, ta hai tháng đây làm mà tháng mà từ thiện phát cơm á, thì đây thay vì mình làm trực tiếp cái này giống như mình thay vì mình hỏi rằng đi phát cơm đó, như là đi bán cái số làm hồ gì cũng được, khỏi cần mất tiền ăn sáng thôi. Chà, tôi mà thắng bà kỳ lắm bà nội ơi. Nãy giờ ra đi về kiếm thấy xin làm rồi. Hết nước rồi, hết nước rồi chị ơi, về đây. Hết nước rồi chị, về đây. Hết nước rồi chị. Hết nước luôn. Hết nước nha. Nãy hơn con nãy kia là còn một nửa đồ quá xuống. Bỏ đồ xuống. Thế vậy kìa. Con cái chị bên kia kìa. Chờ chút xíu đi. À, cũng còn nhiều lắm. Kìa, em bán trái cây lùm lùm nữa kìa. Đứng nhóc luôn kìa. Mày ăn lẻ quá ta, đâu có lợi mày. Còn nhiều quá, thì sau clip này Sơn xin tạm dừng clip này. Hẹn cô bác anh chị các bạn lại phần kế tiếp. Thì nhiều quá, clip mình quay dài quá. Chút nữa không hết nữa à. Cố lên chị ơi, cố lên chị ơi. Ra đi thôi ơi. Chưa đâu, chưa chắc rồi chị. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đây. Lại đâu, chị ta đi thôi. Đây. Có hưởng liền. Có chứ, hai ngày bán dịch. Ê, tao không được cái đâu. Thua rồi. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn các chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và bình an. Chào, hẹn gặp lại cô bác chị bạn phần kế tiếp. Bye bye.